các bạn ơi. Mà lột bụng nó mềm da bụng nó gì nó nhiều 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 lắm ơi. Anh bị rồi. Rồi dính nước kìa. Ô, hàng ơi. Hàng ơi. Con giữa. Rồi cá trôi rồi. Ông bạn lên hàng các bạn ơi. Lấy giật đâu rồi? Ông bạn lên hàng. Lên hàng. Cái gì đây? Cũng khá nặng nha các bạn. Ô, chạy kìa. Hôm nay cho bạn Dương lên YouTube nha mọi người. Cho bạn lên TV. Chạy. Né cần qua đây, mạnh lên thôi luôn. Hết qua bên phải luôn. Đây này cá nguy quá, xa quá mà. Ép qua bên phải luôn. Đi bạn, chạy qua đây, qua phải rồi nè. Bạn gì còn hơi bị yếu nha bạn. Xa quá mà. Luôn qua luôn. Đúng rồi, luôn qua. Đúng nữa. Mạnh luôn, quay mạnh vô. Ui, con cá cha, con cá cha. Có mè vậy? Cá cha. Hả? Cá cha mè. Nhìn nó có mè vậy? Cá cha. Đúng không? Cá cha. Ui giời ơi. Có mè. Mè bự. Con này 2 kg mấy à? 2-3 kg á. Không nhỏ đâu. Ồ 3 kg. 3 kg. Ok. Vừa bông luôn. Ồ có mè nha các bạn. 3 kg các bạn ơi. Xe hay lửa thôi. Tuyệt vời. Chống móm nha anh em. Này bạn Dương nè. Bạn Dương chào khán giả nè. Chào bạn Dương lên YouTube nha. Má tưởng có cha không. Còn bạn ôm hai tay luôn. Giơ cái lên cho mọi người xem với. Giơ hai tay luôn, con tay cầm miệng. Ê, cầm miệng. Tay cầm miệng. 3 kg rồi mà nè. Có cân. Ê. Có cân. Không go cho mọi người. Rồi, đã chưa? Ok chưa? Ok. Hôm nay anh em mình câu bờ đá dài hồ da ua nha mọi người. Đây là dàn cần đá văng. Quá đã. Đây. Mình câu 7 cần. Thằng em mới tập câu 2 cần. Còn ông bạn bắt cá thì câu 5 cần. Còn ông bạn dính cá 5 cần luôn. Ha. Quá dữ. Tình hình là được hai em. Ok nha, giờ mời mọi người xem tiếp phần tiếp theo. Đi. Hả? Dây vô. Lên coi thử coi. Dây vô nè, thấy không? Dính cá ta. Rồi dây vô. Thiệt luôn. Nè, thấy không? Dây vô luôn, mã căng lắm. Thank you.
ui, một con cá, cá trôi. Wow. Trời, cái lúc mình nặng chí nhất lại có. Trời ơi, không thể nào tin nổi luôn anh Minh. Cái mà Vinh các bạn ơi, nè, cái mà Vinh chào báo luôn nè các bạn. À, lúc mà anh em mình nặng chí nhất lại vô lại cái mà Vinh chống bóng nha các bạn. Con mà Vinh chào báo luôn các bạn ơi, có đã nè. Con mè Vinh này chắc 7-8 lạng các bạn. Ủa, chào báo luôn nè. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời anh Minh ơi. Sáng sớm hàng các bạn, giờ này là 7:30 rồi các bạn. Cá ăn nha các bạn. Em không để nào tin nổi. Hôm nay mình ra hồ Gia Uy, mình đi tiếp tục đi test cái cám nền tổng hợp của mình nha các bạn. Được không? Cái đầu tiên nha các bạn. Ok. Đẹp. Mọi người thấy ngoài xa không? Ngoài xa người ta đang đi giăng lưới kìa. Giăng lưới ơi, lưới 4 giờ sáng các bạn. Giờ cũng đang đi thăm lưới nè, mình zoom lại cho mọi người xem nè. Đó, thấy không? Đó, có cái thuyền nó đang họ đang đang giăng lưới nè. Đang đi cuốn lưới nè. Cái chạy bằng xuồng máy các bạn, nên chặn ngay cái đầu cần của mình luôn. Nên cá ở chỗ này nó nhát lắm các bạn ơi. Nè. Đó, thấy không? Đó, hết cỡ rồi đó. Tại mình dơm xa nó chỉ có được vậy thôi. Họ đang đi giăng lưới kìa. Này đi cuốn lưới quá các bạn ơi. Đó. Nên tỷ lệ mình câu cá nó ít á, nó khó á. Nó vậy các bạn à. Hồi sáng nó quất cho mình 3 cần. Cá ăn luôn các bạn, cá ăn 2 cần. Mà kéo lên nó dướng cây dưới các bạn ơi, không bắt được. Mình câu lưỡi số 14 lần, lưỡi to lắm. Sáng nay dính được một con cá mè Vinh. Cái mới nãy dính được con mè Vinh. Hy vọng là hôm nay kiếm một vài con cá bự to to để quay cho mọi người xem. Hy vọng mà ông thần hồ phù hộ giúp kiếm vài con cá to cho mọi người xem hấp dẫn các bạn ơi. Chứ đi câu móng hoài không có video mọi người xem buồn lắm bạn ơi. Ok, mọi người cùng với mình đợi chờ kết quả tiếp theo nha. Dính cá bạn ơi, Trời ơi, dính thiệt luôn anh Minh. Thôi em bỏ luôn trận game chứ chơi gì tầm này nữa. Dính rồi nha mọi người. Nè. Dính rồi nha mọi người, anh Minh dính một con cá. Quay tận cảnh cho các bạn xem luôn nha. Đây. Wow, một con cá mè núi nữa mà các bạn ơi. Mè Vinh đây nè, để em quay tận cảnh cho nè. Đó. Đây. Đó. Rồi con cá mè Vinh luôn nha các bạn. Cá mè ở đập vui nha. Đây nè, đập vui nè. Đây nè. Cá mè nha các bạn. Đây một cặp rồi các bạn ơi, được hai con cá mè Vinh, hai con cá mè Vinh luôn. Con nào nó trên nửa ký không? Quá đã. Từ đêm hôm qua đến hôm nay là được hai con cá mè Vinh. Bỏ vô đi mình. Okay luôn, anh Minh là anh canh rất là chuẩn luôn. Hết bồi. Chuông không báo luôn. Cá nó kéo không nổi. Rồi coi chừng sải anh Minh ơi. Okay. Rồi ok. Quá dữ anh Minh ơi. Một con cá mè Vinh. Đây quay cận cảnh luôn anh Minh. Đây nè. Em buộc cái mỏ lại rồi kìa. Đó, nó vô anh Minh. Rồi ok. Rồi ok, hai con nha các bạn. Ai được hai con rồi các bạn ơi. Dỡ lên được hai con rồi.
Cá mùa này nè, cá hồi của mình nó mới cào cá các bạn. Có con lắm nè, được hai con nè. Hai con này gần ký các bạn. Cái lồng hình như là nó chưa thấy rõ 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 thấy rõ rồi đó. Rồi ok. Hai con được gần ký á. Dạ, có về. Chiều nay có món cá dinh nấu canh chua các bạn ơi. Rồi, hai con luôn. Tính là cần nó không kêu luôn anh mình. Ok. Rồi. Quá dữ. Đây, nay mình đi mình còn cái đợt mồi cuối cùng nữa các bạn ơi. Nè. Cái lợi tưởng của mình nó nằm ở tút ở trên kia lận. Mình còn cái đợt mồi cuối cùng này nữa nè. Là xong luôn rồi các bạn nè. Chỗ này nó đá nhiều lắm các bạn ơi. Hồi sáng mình nó ăn có một cây à, mà nó kéo dính ba cây luôn. Nó đứt hết ba bộ răng xê luôn các bạn nè. Cái con biết con cá gì to lắm. Nè nó ăn cái cây cần này của mình nè. Mình câu bên câu BE 3 chấm nè. Nó kéo qua bên đây luôn, kéo bút hai cần bên này luôn, thành dính ba cần luôn. Đó, hy vọng các bạn ơi. Còn bây giờ còn 36 cần nè. Hết mồi rồi. Còn 6 cần này hy vọng có cá các bạn ơi. Đợi chờ. Ok các bạn. Đợi chờ kết quả nha các bạn. Các bạn ơi.